Rồi chào các bạn nhé. Hôm nay thì mới có về thêm một ít cái iPhone 14 Plus các bạn ạ. 14 Plus thì màn hình nó to lắm. 6,7 inch luôn. Để mình xem hàng nó có chất lượng không. Ok, hàng thì zin chuẩn chỉ đây. Ngoại hình thì khoảng 9899 các bạn nhé. Cũng có một vài vết chảy xước nhẹ thôi nhưng mà không đáng kể đâu. Về máy thì thấy khá là sạch sẽ, ok. Rất tiếc là con máy đầu tiên mình coi thì nó lại hết pin. Mình sẽ xem đến cái thứ hai. Ở Nhật Nam bán ra thì cam kết là máy zin và sẽ bảo hành cho các bạn 6 tháng nên các bạn cứ yên tâm mà dùng các bạn nhé. Lỗi lầm thì mình sẽ đổi cho các bạn. Ok, con này mình nhìn thấy màu đen. Tương đối đẹp các bạn ạ. Tương đối đẹp, nói chung dòng 14 Plus thì nó cũng khá mới nên là chả có gì phải lăn tăn. Chảy xước thì chẳng qua là do vận chuyển hoặc là do người ta sơ ý thôi. Thì nó chảy xước nhẹ thôi, máy cũ mà. Vẫn còn đang ở màn hình Hello đây, chúng ta active vào các bạn nhé. Đấy, 14 Plus to y hệt như là 14 Pro Max luôn, nhưng mà chỉ khác cái là hai cam sau ha, hai cam sau. Màn hình to vật vã luôn. Giá thì bình dân thôi. Những con máy này thì mình bán cho các bạn với cái giá là 16 triệu 8 các bạn nhé. 16 triệu 8 các bạn ạ. $16.800.000, nói chung khá là ok, chuẩn chỉ. Chúng ta đợi một xíu nó kích hoạt vào nhé. Thôi trong lúc chờ đợi để tránh mất thời gian mình mở thêm cái màu khác đi. Hàng hôm nay thì nó đẹp khoảng 99 thôi các bạn nhé. Con màu đỏ này đẹp quá này. Màu đỏ này đẹp keng luôn. Như vậy thì con nào mà lựa ra đẹp keng thì thêm lên mấy trăm nha các bạn. Chứ còn nếu mà đẹp keng bán bằng giá 99 thì thật sự là mọi người sẽ không mua hàng 99. Đấy. Con này thì chúng ta cũng phải active đây. Vậy là có màu đen, màu tím và màu đỏ thôi, ba màu. Nhưng mà những cái dòng này thì có chảy xước thì thực sự nó cũng chảy xước nhẹ thôi các bạn nhé. Nó cũng chảy xước nhẹ thôi. Bởi vì máy cũ mà, khó tránh. Nhưng mà nó nhẹ nhàng thì chúng ta xài cũng ok. Giá thì mình thấy khá êm. 16.8 với máy keng này thì mình sẽ là 17.2 đi. Ok, 17.2 các bạn nhé. Thêm lên 400 như con màu đỏ này là khá keng này. Gần như mới. Đợi nó vô đi, rồi mình kiểm tra đến nội thất. Rồi như con tím này thì tổng thể cũng khá đẹp. Nhưng mà cũng có vết chảy nhẹ dưới này như sợi tóc thôi. Đấy, nên là đánh giá là 99 này. Máy rất ngon nhé. Cam kết là máy zin quốc tế. Bán ra bảo hành cho các bạn 6 tháng nếu có lỗi. Và lỗi là bên mình chỉ đổi thôi, không sửa. Quá yên tâm. Ở bên mình bán thì sẽ báo giá máy trần, không tặng phụ kiện và không bao ship. Nhưng mà mình bao máy xài ngon, chuẩn chỉ ok cho các bạn nhé. Và bao máy zin. Di động Nhật Nam thì đã bán truyền thống cũng như là online rất là nhiều năm. Mình có shop ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Đây, các bạn muốn active máy này thì rất dễ. Chúng ta cứ việc tiếp tục rồi những cái gì không cài đặt thì chúng ta để sau. Để vào cái màn hình chính đã, rồi lúc đó muốn cài đặt cái gì cài đặt các bạn ha. Ok các bạn, đây, cái màu đen này đã vào bên trong rồi, mình sẽ kiểm tra. Cái đợt hàng hôm nay thì nó khá là ngon nên là chắc chắn là máy nó zin chuẩn và pin thì chắc rất cao. Bộ nhớ là 128GB các bạn nhé. Đây iPhone 14 Plus, màn hình là 6,7 inch, to vật vã. 16.800.000 và những con nào keng thì sẽ là 17.200.000. Đây màn hình độ sáng thì chắc chắn là chú Tông phải ok rồi, phải mượt, phải ngon. Máy mình bán thì đảm bảo uy tín chất lượng. Con này thì pin chu tra pin tới 95 thì khá chất rồi. Đây là 16.8 con màu đen, 128GB nhá, máy tương đối đẹp, đẹp zin 99% đấy. Còn như con đỏ này là keng này. Con đỏ này là keng, keng thì là 17.2 các bạn nhá. Đấy, bán theo đúng cái tình trạng cho các bạn luôn. Để xem con đỏ này nó keng thì nội thất của nó như thế nào.
kiểm tra cho các bạn luôn vì có mấy cái thôi. Đây chúng ta sẽ có được ba cái màu đen, một cái màu đỏ và một cái màu tím thôi, không có nhiều. Không có nhiều nhận gì các bạn nhé. Ai kết thì chúng ta mua. Siêu hàng cao cấp 14 Plus. Đây. Ok và chắc chắn rồi, nó cũng là phiên bản 128GB thôi. Nó là 14 Plus phiên bản 128GB chuẩn zin quốc tế đây. Đó, quốc tế nhá. Và pin của con này đúng chất keng, pin 100% luôn, như vậy đắt hơn có 400, xứng đáng đồng tiền bát gạo ha. Vậy ai kết cái màu đỏ thì chúng ta chốt ngay bởi vì có mỗi một cái thôi. Chốt luôn đi nhá, không có là không kịp các bạn ạ. À, hotline ở góc phải màn hình đấy các bạn. Gọi đến và đặt cọc cho mình 500, 700 gì đó để chốt đơn. Con màu tím này thì mình cũng bán 16.8, lý do có vết chảy như sợi tóc ở dưới này thôi. Y như sợi tóc thôi các bạn. Đấy, nó chả đáng kể gì hết này, thấy không? Rồi, kích hoạt, trong lúc chờ kích hoạt thì mình giới thiệu đến các bạn thêm 11 Pro Max 256GB. Bạn thấy là máy rất là chất, pin 1% mà còn chưa chịu tắt máy rồi. Bạn biết là dòng iPhone mà pin mà dưới 5% thì nó rất hay tắt máy. Bởi vì nó báo hết pin cho bạn sạc đấy, nhưng con này pin khá trâu ha. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã thay pin trâu cho các bạn rồi. Cho nên là giá là 12.100.000. 11 Pro Max màn hình to. 11 Pro Max màn hình to 6.5 inch, máy cực kỳ là chuẩn, đã được thay pin trâu 100% nhá. Và cái giá bán của nó là 12.100.000. Bộ nhớ nhiều 256 và màu vàng. Máy đẹp 9899. Dòng này thì khá là chất, cũng 3 camera rồi, cực kỳ là chuẩn chỉ. Còn một cái màu vàng. Và một cái màu trắng các bạn ạ. Cũng thế, cái màu trắng này thì mình cũng thay pin rồi thì phải, để mình kiểm tra cho các bạn nhé. Cũng là bộ nhớ 256 và cũng được thay pin trâu. Đúng rồi, 256GB màu trắng. Màu trắng thì mình bán là 11.800.000. Nói chung dòng 11 Pro Max dạo này nó lại hiếm nên là hết hàng, nên là rất là đắt. À, con này pin zin 92 chứ không phải là thay nhé. Con này pin zin 92 và cũng vẫn bán 11.800.000 luôn, bởi vì 92 là một cái mức pin nó khá là cao. Ok, chuẩn chỉ đấy. 256GB màu trắng, pin zin 92, 11.8 và có một con màu gold, pin thay 100, pin trâu là 12.1. Rồi, con màu tím của 14 lớp này chắc là nó vào trong rồi. Ngon lành lắm nha các bạn. Màn hình to, pin thì trâu, máy thì chất. Quốc tế mới sản xuất ra đây thì chả có cũ được. 14 thì mới sản xuất 1 năm thôi chứ bao nhiêu đâu. Máy nguyên zin các bạn nhé. Nguyên zin chuẩn quốc tế. Giá máy trần không có tặng phụ kiện đâu. Ai chưa có phụ kiện chúng ta mua thì cộng thêm tiền cho Nhật Nam. Đây, con màu tím này thì cũng là 128GB luôn. Và giá là 16.800.000 nhé. Để xem pin con này bao nhiêu. Nên xui. Cũng 100 luôn, 100 luôn các bạn nhé. Vậy ai mua con màu tím này nó khá ngon đấy. Rồi, mình thì không hẹp hòi vài phần trăm pin đâu. Tiếp theo thì mình có 12 Pro Gold. 12 Pro Gold con này thì nó hết pin nên mình không có review bên trong. Nhưng các bạn yên tâm, mình cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng hết rồi. Đây là một con 12 Pro màu Gold, máy đẹp zin 99% quốc tế. Màn hình là 6.1 inch và bộ nhớ là 256GB. Khá đẹp, chuẩn, chất, ngon lành. Và giá bán là 13.000.000 các bạn nhé. 13.000.000. Tiếp theo thì có iPad Gen 5, hàng nguyên zin chuẩn chỉ. Khá đẹp, đẹp zin 99%. Con này khá là mạnh. Và
bộ nhớ là 32GB, màn hình là 10 inch. iPad Gen 5 cực chất, giá bán chỉ có 3,8 triệu thôi. Giá thị trường đang là khoảng 4,5 triệu cho đến 4,9 triệu, nhưng mà mình bán có 3,8 triệu là giá rồi, nhập được rẻ, bán rẻ cho các bạn luôn nhá. Nhập nguyên lô hàng nó quá rẻ. Thật sự bao các bạn so giá luôn, máy trần không phụ kiện 3,8 triệu, rẻ nhất Việt Nam cho các bạn luôn. Tiếp theo thì mình có iPhone 8 thường, 8 nhỏ. 8 thường, 8 nhỏ thì hôm nay mình có màu gold. Màu gold ở đây là phiên bản 64GB, 4,7 inch thôi. Đã gọi là nhỏ mà, 8 nhỏ mà. Mà vân tay vân tiếc là đầy đủ, và màu gold đẹp chất ok nhá. Giá 3,2 triệu. Mua về chỉ việc ấn sim vào là dùng thôi. Ngon, chuẩn và ngoại hình đẹp. Mình còn hai cái màu gold. Bạn nào kết thì mua. Màu gold là một cái màu khá là sang chảnh và bán chạy. Nên giá 3,2 triệu đối với 8 thường nguyên zin cũng rất là ok các bạn nhé. Tiếp theo thì mình có iPhone 13 thường phiên bản 128GB chính hãng VN. Pin mới sạc có vài chục lần vẫn còn nguyên 100%. Máy có thể nói như máy mới. Ngoại hình là như mới. Còn nội thất thì không khác gì mới. Các bạn cứ gọi là yên tâm các bạn nhé. Cứ yên tâm. Máy như máy mới. Chính hãng VN luôn. Màu xanh. Đây, 128GB iPhone 13 thường, màn hình 6,1. Cực kỳ chuẩn chỉ luôn, mà giá nói thật, bao các bạn so giá trên toàn quốc luôn. Chỉ có 14 triệu thôi, người ta đang bán khoảng 15 triệu đấy. Chứ không, Nhật Nam không bán đắt đâu. Chẳng qua là các bạn đi so với hàng dọn thôi, chứ các bạn so với hàng chuẩn chỉ chính hãng nhà táo và hàng zin thì của mình vẫn là rẻ chán. Bởi vì mình là không có tốn tiền chi phí nhiều, như là mặt bằng hay là nhân viên. Chính vì vậy là bên mình bán là nó rẻ. Tiếp theo là mình có 13 Pro. 13 Pro con này cũng chả khác gì mới. Màu xanh, xanh blue. Con này thì cũng nguyên si pin 100% luôn. Mới sạc có mấy chục lần mà cũng là hàng chính hãng VN. Phiên bản bộ nhớ 128. Cực chuẩn. Dòng 13 Pro thì 3 camera và camera rất to các bạn thấy đây. Và giá bán thì chỉ có là... con này bán là 17 triệu các bạn nhé. Nhiều bạn sẽ xem review bảo con này không có táo, thực ra là dán. Lưng sau có miếng dán, mà miếng dán nó mới tinh nên mình không có lỡ lột nha. Về các bạn cảm thấy không tin tưởng, các bạn cứ việc lột miếng dán ra là sẽ thấy táo ở đây. Đó, nó mờ mờ đấy, dán thì nó mờ nên quay video nó không thấy. Ok các bạn nhé, bên mình thì uy tín chuẩn chỉ rồi nên là rất là nhiều khách hàng đã luôn yêu mến tin tưởng rồi, nên là mình cũng không cần review kỹ đâu, vẫn bán được bình thường. Ok, tiếp theo thì về cái sản phẩm iPhone 11 thường. 11 thường thì hôm nay mình còn được một cái bản 128GB. Con này màu đen, máy đẹp khoảng 9899 thôi. Có nhậm nhẹ ở sườn nên gọi 9899 nhá, nhẹ thôi. Không có cấn móp gì hết nhưng mà hơi nhậm nhậm si. Ok, không sao. Giá mình bán rất rẻ, 8 triệu thôi. 128GB màn hình 6,1 nhá. Đây là iPhone 11 thường, cực kỳ là chuẩn chỉ luôn. Ngon lành cành đào. Máy thì zin, chính hãng VN luôn, khá chất. Và giá bán chỉ có là 8 triệu thôi các bạn nhé. Tiếp theo thì mình giới thiệu đến các bạn vài cái con Android đi. Ở đây sẽ có là con Oppo A57. Khá mới, tươi xanh như nồi canh. Và đây là con phiên bản cao. 128GB luôn. Pin châu 5000, camera đẹp. Màn hình to 6,6, mới sản xuất gần đây, rất mới. Đây, một con máy siêu keng, máy lựa. Giá 3,1 triệu. Đáng mua các bạn nhé. Một con máy rất mới đấy. Oppo A57 các bạn ạ. A57. Tiếp theo là con Realme GT2 Pro. Con này thì cũng mới tinh, mới sản xuất ra đây, chỉ là không có hộp, đập hộp cho vui thôi. Ok, tuy nhiên giá bán các bạn thì nó rẻ, chỉ có 6,9 triệu thôi các bạn nhé. Realme GT2 Pro, con này chuẩn chỉ ok, máy nặng trịch. Màn hình 6,6 AMOLED, RAM 8, bộ nhớ là 128 hay 256 ra, để mình xem luôn đi. Xem luôn, đấy, máy mướt cực kỳ luôn các bạn nhé. Đây là những con hàng cao cấp của dòng Android. Mượt lắm, chip Snapdragon 8 Gen 1, bộ nhớ 256 cơ mà. GT2 Pro, nói chung con này là siêu phẩm, thực tế là cực phẩm luôn, giá chỉ có 6,9 triệu thôi. Rất là ngon các bạn nhé. Tiếp theo thì mình có sản phẩm đó là Xiaomi 11T Pro, cũng là bộ nhớ 256, nhưng con này RAM nó rất là khủng, RAM tới 12GB. Và là hàng chính hãng 2 SIM màu xanh, camera 108MP, ngoại hình đẹp khoảng 99%, chính hãng 2 SIM bảo hành 6 tháng. Máy trần không phụ kiện là 6,5 triệu các bạn nhé, 6,5 triệu.
rất là ngon, rất là chất. Tiếp theo thì có Oppo Reno 10 5G, hàng kiểu như mới đập hộp xong rồi thanh lý rẻ, mới sạc có một vài lần thôi. Đây, con này là con màu đen. Con này hôm nay mình bán cho các bạn với giá 8,7 triệu các bạn nhé. Mới keng còn cả là garanti, kiểu dạng mới đập hộp thôi. Đây, màu xám đen. Oppo Reno 10 5G, 256GB, màn hình cong siêu chất luôn, máy mới cứng. Máy mới cứng luôn các bạn nhé, có phụ kiện là bộ sạc 67W. Chính hãng vẫn còn đây. Và thực tế là mở hộp ra vẫn thấy còn thơm mùi mới. Giá bán cho các bạn là 8,7 triệu. Màu xám đen. Ok các bạn nhé. Mở ra mở vào cái guarantee nó bung ra thôi. Reno 10 5G mới đập hộp mới sản xuất. Giá 8,7 triệu. Tiết kiệm hơn các bạn mua mới được hơn 2 triệu. Tiếp theo là Reno 8T 5G. Camera to vật vã. Là RAM 8 và 256 và cũng là phiên bản 5G cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Và giá bán của nó thì khá là ưu đãi luôn các bạn ạ. Chỉ có 6 triệu rưỡi thôi. Sở hữu ngay một con máy màn hình cong chính hãng của Oppo khá chất như là máy mới. Rồi, như vậy là mình cũng đã giới thiệu đến các bạn khá là nhiều sản phẩm iPhone chất lượng và cả dòng Oppo cao cấp. Bạn nào kết cái sản phẩm nào thì liên hệ đến hotline của mình để đặt cọc chốt đơn. Và bạn nào ở gần khu vực của mình, tức là ở gần khu vực huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, thì đến trực tiếp shop của mình xem và mua ủng hộ cho mình nhé. Mình có shop ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Các bạn xem chơi cho vui thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và đừng quên like, chia sẻ, để lại bình luận ủng hộ cho kênh thật là nhiều nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.